Em đồ cũng biết nghệ chứng minh Hải Phòng xin kính chào tất cả các bác. Chúc mọi người có một buổi tối, hôm nay là một buổi tối ngày thứ tư thì bạn. Hai hôm vừa rồi là em đi lấy gỗ mọi người. Mình đi lấy gỗ, lấy phôi phải làm cho mọi người ấy. Thì không có thời gian. Thực ra là cũng có thời gian đấy, nhưng mình cho mình nhiều việc quá. Thực ra là em Minh làm rồi người thế này, em này vừa đi lấy phôi này vừa phải đi mua phôi, đích thân đi mua phôi và đi vào tận nguồn đi mua phôi ấy. Để mà bây giờ thời buổi ca là khó khăn, làm cái gì nó cũng khó. Thế không như ngày xưa rất là dễ làm. Kinh tế nó quá, mọi người quá theo là mình đều phải tận lấy công làm lại. Nên là phôi bây giờ em phải tự đi mua. Đi khá là lâu, đi 2 ngày rồi mọi người bận. Đi lấy phôi. Hôm qua đi được chính xác em đi từ sáng ngày hôm qua, sáng sớm ngày hôm qua, hôm nay mới về, hôm nay mới về thì bạn đi lấy phôi thì cũng không có thời gian quay clip chia sẻ mọi người được. Thì hôm nay xong việc, xong xuôi công việc, xong xuôi sắp xếp ổn thỏa thì hôm nay em quay clip chia sẻ mọi người rất là nhiều sản phẩm mới. Toàn bộ hàng này hàng mới mọi người nhé, rất là đẹp, hàng chất lượng, em đảm bảo mọi người luôn là hàng chất lượng. Và tầm này giá cả cố gắng, thật sự là cố gắng lấy một chút đồng tiền công, còn đâu là để cho mọi người chơi là hợp lý. Thứ nhất là năm anh em bây giờ là cũng các bạn giờ là cũng chơi nhiều, nhà bác nào đấy cũng đầy đồ rồi, nên là cũng cố gắng vậy thôi. Thì cố gắng sản xuất ra giá thật là êm để mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ em đấy. Và thứ hai là kinh tế khó khăn thì mọi thứ đều phải hạ xuống hết, tất cả mọi thứ đều phải hạ xuống, như là cái đồ chơi này thì hạ xuống. Nên là tầm này mọi người nếu mà có điều kiện mà chúng ta vẫn còn túi tiền nó rủng rỉnh, và thứ hai là còn không gian để mà bày đồ ấy, thì mọi người có thể mua những sản phẩm của mình này, đảm bảo mọi người tầm này giá cực kỳ êm ái mềm mại, không có bình thường không có cái giá này đâu mọi người, bình thường chắc chắn là sẽ không có giá này. Nhưng mà bây giờ tầm này là các bác mua được cái giá cả thật sự là rất là êm ái mọi người nhé. Ok, em sẽ bắt đầu đi vào chương trình ngày hôm nay luôn. Trên màn hình các bác đang ngắm một cái sản phẩm, cái sản phẩm này. Đây là một cụ thọ mọi người nhé, đây là một cụ thọ. Mọi người thấy là cụ rất là đẹp. Cụ thì riêng cụ thọ thì em có thể khẳng định mọi người riêng cụ này là rất là đẹp, cực kỳ đẹp và rất là to mọi người nhé, rất là cân đối. Riêng em Minh làm đồ ấy, tất cả những cái sản phẩm của em Minh làm mọi người sẽ để ý thấy là bao giờ em cũng cố gắng làm cho mọi người có cái phần bệ của tượng là nó phải to và nó dàn trải và đẹp. Cố gắng nhé mọi người, bao giờ cũng cố gắng làm tượng có cái bệ nó rất là quan trọng. Đối với cái sản phẩm tượng, mọi người mua những cụ thọ gần như là trên thị trường các bác mua những cụ thọ thì mọi người sẽ thấy là những cái sản phẩm nó thẳng và nó cong queo, nó cong bên nọ, cong bên kia, và nó sẽ là những cái cục gỗ nó thẳng đuột như này luôn, nó đuột đuột như cái bơm luôn đấy, em gọi là dài như cái bơm đó. Thì thường thường là cụ thọ sẽ làm những cái dáng như thế đấy, nhưng mà bên em mình thì cố gắng, thi thoảng bên em vẫn có những sản phẩm như thế, nhưng mà em sẽ cố gắng làm sao mà lựa được những cục phôi liền như thế này và những cục phôi nó có bẻ to như để làm những cái sản phẩm có cái bẻ gỗ to để về mọi người bày nhìn nó hoành tráng. Bác hình dung chưa, bức này thì thật sự là khỏi không chê được mọi người, những gỗ đẹp lắm, bức này rất là to và nghiền khối. Chất gỗ thì đây em thử cho mọi người một cái cục gỗ mà riêng về phần chất thì không chê được luôn, không chê được, cực kỳ đẹp luôn. Trước tiên thì em muốn mọi người ngắm cái tổng thể cái dáng chứ, dáng của cụ chứ. Bên này em có được một con hươu mà mọi người sẽ nhìn thấy có một con hươu bên này, đây là một con hươu nhá, họ hươu này. Bên này em có được thêm một đứa trẻ con ở bên này nữa, đứa trẻ con bên này đó. Đấy, nó cân kiện đầy đủ với mọi người. Và trên này nó có một cành đào. Bên cạnh này thì có một chú rơi. Đây, bên cạnh này thì có một chú rơi rất là đẹp, đúng không ạ? Rất là đẹp. Và cái sản phẩm này của em Minh là không có một tí vết cả mọi người nhé, không có vết lỗi gì. Đây là lựa gốc gỗ hương, rất là khó đấy mọi người ạ. Lựa một cái sản phẩm gốc gỗ hương mà nó luộc 100% này rất là khó. Và cái bệ gỗ to này thì cục phôi cũng khá là to. Và sau đó là mọi người sẽ thấy là đục rất là nhiều, công đục, đầu tư công đục đây rất là nhiều.
đục hiu này, đục trẻ này, cành đào, tất cả mọi thứ, chứ nó không phải là những cái pho thỏ nó thun thun dài như này. Thun thun dài này thì thực ra là cái công đục nó rất là dễ, nó nhanh công lắm, là cái nhanh công. Còn những bức như này đục thì là rất là mất công, nhiều công mọi người. Thì em tí em sẽ quay chi tiết cho mọi người, để chúng ta sẽ đo kích thước trước. Nhưng em mình khẳng định nhà mọi người, nhà bác nào mà chưa có những cái pho thỏ đẹp thì hôm nay nó là một trong những cái pho thỏ mà em nghĩ và em cán mọi người luôn, là khi các bác bê cụ về trưng lên thì một từ thôi nó là tuyệt vời nhé, tuyệt vời luôn em. Giá thì hợp lý thôi. Cao của chiều cao của bức này là 76 mọi người nhé. Chiều rộng nó rất là rộng, bức này to gỗ lắm, chiều rộng 50 và độ dày của gỗ cũng rất là dày, nhiều gỗ mà, nhiều phôi mà. Chiều sâu là 31, lấy 30 đi. Cao 76, rộng 50 và sâu 31. Bức này thì về chất, thứ nhất là cái tổng thể em đã quay kỹ cho mọi người rồi, thì mọi người sẽ thấy là cái tổng thể là rất là cân kiện đúng không ạ? Và thứ hai là cái chất gỗ, đường nét đục và đẹp rồi. Đến yếu tố nữa là cái chất, bây giờ chất gỗ thì chúng ta sẽ phải đi vào chi tiết, mọi người sẽ nhìn và đam mê luôn. Em đang khẳng định mọi người luôn này, riêng cục thỏ này thì hết thức chấm luôn, hết được chấm luôn. Đây mọi người nhìn cái gỗ này. Đây. Mọi người thấy cái gỗ nó không hề có tâm nữa nha, vì nó là một cái gốc bạch sụn. Gỗ cực luột luôn. Nó có bầu chê của cái mặt của cụ này mọi người thấy này. Lông mày, cái mặt của cụ mọi người sẽ thấy là cái vân nó xoắn xít như là sụn luôn. Nó là sụn luôn, xoắn xít và cái gỗ. Đây mọi người đã thấy đây. Thực ra chia sẻ mọi người là em Minh nhìn đấy, em chỉ thích gỗ hương ta thôi. Nên các bác đến nhà em chẳng hạn, ví dụ bác khách nào đến nhà em chẳng hạn, là các bác sẽ không thấy là nhà em không có một bộ bàn ghế nào ngồi luôn. Các bác chỉ ngồi ghế nhựa thôi. Bởi vì sao? Thực ra mà khi các bác nào chơi hương ta nhiều ấy, mà mọi người mà nhìn cái gỗ hương nhập ấy, thật sự là rất là chán. Chán lắm, cái gỗ hương Nam Phi ấy. Nên bởi sao em không mua được bàn ghế gỗ, vì em nhìn cái gỗ hương, vì bàn ghế bây giờ trên thị trường là đến 100% là bằng làm bằng gỗ hương ta thôi, chứ không có hương ta, 100% là gỗ hương Nam Phi, còn có hương đá và hương đỏ, hương ba đúc, chứ không có hương ta đâu. Đấy, cái vân gỗ hương ta là mình làm gỗ hương ta bao năm ấy, tức là mình chơi hương ta nó quen rồi, nhìn nó quen mắt rồi, nhìn sang cái chất gỗ hương kia nhìn chán lắm, không mê được. Em đang có ý định là có một ông anh, ông có một cái bộ bàn ghế ấy. Em đang gạo ông để lại cho, nhưng mà nó nhiều tiền quá, cũng đang tặng, đang xin lịnh vợ, đang định vợ này để chơi. Nhưng bộ bàn ghế đây thì đúng là nó là đẳng cấp, không có bộ thứ hai trên thị trường, cũng có khả năng có bộ thứ hai, nhưng mà thật sự là ai có thì người ta cũng giữ lại chơi hết, trừ khi nào ông anh thì ông ấy đang cần tiền, dính vào bất động sản, nợ nhiều quá, đang muốn bán, mà ông đang đòi giá cao quá, em chưa mua được. Em chia sẻ để lý mọi người, nếu mà em mua được cái bộ đấy, em về em chia sẻ cho mọi người ngắm, để có biết thế nào là những cái bộ ghế gỗ hương ta đẳng cấp như thế nào. Bộ đây là ông ấy chọn gỗ, đây, gỗ của nó đều như hàng gốc này hết. Bộ ghế kiếm những bộ ghế người ta đẳng cấp khó lắm mọi người. Đây mọi người thấy đây, chất vân này. Để nó có những cái chấm lưu này, đấy mình tính tiền là gỗ thường thôi, nhưng mà nó là hàng gốc rễ thì nó sẽ có những cái chấm lưu. Gỗ luột 100%. Người luột 100% luôn. Nó bảo là có vết không có đâu. Và cái vân của nó thì nhận hàng chỉ có mê. Chỉ có mê thôi nha mọi người nha. Chỉ có mê thôi. Em quay rất là kỹ để mọi người nhìn cho nó chuẩn. Và thứ hai là yên tâm với sản phẩm của mình mua. Đây. Không có một tí kẽ nào luôn, nó không có một tí vết gì đâu. Cái con rơi nó đang bám này. Đây này. Niền hết 100% luôn. Dưới của chú hươu, của một chú hươu. Cái này thì nó sẽ mất nhiều gỗ. Nhiều gỗ, và thứ hai là công đục cũng nhiều. Và đây mọi người sẽ thấy là chọn củ gỗ đấy, đang chọn gỗ luôn. Đây là sau mọi nhìn vân này, kinh khủng, tít mù trùng khơi luôn. Đây là cái búi tóc của cụ, cái buộc tóc ấy, cái lơ buộc tóc không xong.
đây, không có nói sai mọi người, vân tít mù trùng khơi luôn. Đây nguyên một cái gốc, nguyên một gốc to nhé, nguyên một cái gốc, nguyên một cái gốc cắt đi nào. Đó, các tình yêu đam mê thì mọi người chơi những pho này là đẳng cấp luôn, chơi những pho như này rồi nhá, nghiện luôn, không chơi được gỗ khác đâu, không cái gỗ mấy cái gỗ xấu chẳng chơi được. Gia hương ta thì cũng không phải cục nào cũng đẹp như cục này, nhiều cục chả có vân, kiếm những cục vân nó như thế này khó khó lắm mọi người, nhiều cục có vân đâu. Bức này vừa đẹp vừa to lại vừa nhiều vân. Ok, chia sẻ mọi người bức này em mình ra để cho mọi người ra hợp lý thôi. Đúng ra thì những bức này thì phải bán trên 4 đồng, thị trường một bức như này thì cũng bán phải tầm 4.5 đồng 4.7 đồng. Bên em mình bán thì sẽ những bức này thì đáng lẽ phải bán tầm 4.5 đồng, không thì bảo khoảng bán 4.3 đồng, bởi vì một cái cục phôi như này nó rơi tầm khoảng 2.5 triệu 6 rồi, 2.5 triệu tầm 2.5 triệu lên phôi rồi. Đấy thì thôi, hôm nay để cho mọi người cái số đẹp thôi, 4.1 đồng cho mọi người nhé, 4.1 đồng không ship, 4.1 đồng không ship nhá. Em nói rõ rõ ràng là giá rất là to cho mọi người nhé, nhưng hôm đó có một bác khách, bác gọi điện, bác có ý là em nói thì cứ đến cái lúc nói giá thì em lại nói nhỏ đi, nên là anh nghe nó cứ mập mờ, không hay em cố tình nói nhỏ đi hay là em hay là kiểu như thế anh không biết, nhưng mà anh góp ý lần sau nói giá thì có nói to ra. Thì em nên chia sẻ luôn mọi người, giá là 4.1 đồng mọi người nha, 4.1 đồng và chưa bao gồm phí ship. Ok ạ, à, tính công của bức này chỉ tầm khoảng 1.6 triệu 7 tính công thôi à, tuyệt vời luôn nhá, bức siêu phẩm rồi. Siêu phẩm đây cũng là siêu phẩm đấy mọi người ạ, nó chất này thì to này thì cũng không phải lúc nào quá đâu. Bình thường những bức này nó lúc chạy toàn 95 đồng thôi, mà chưa chắc đã đẹp một bức như này đâu, phôi chưa chắc đã được vít như cục này, cục kiếm được cục phôi vít này cũng khó phết đấy. Ui giời, em mình chia sẻ với mọi người một cái tác phẩm này, nó lắm mới có phôi. Cái này thì dành cho bác nào thích chơi hàng hơi lạ lạ chút. Để em chút. Cái này thì em đi em mua trên dòng đời xô đẩy mua được cục phôi, mình nhặt giống như bình thường bây giờ cũng lại không có mấy. Một cục bạch, bạch sụn. Người nhìn đế trước nha. Cái chữ M này là do sườn sơn. Sườn sơn họ phải ghi tên em vào để đỡ nhầm lẫn với hàng của người khác. Nên tên em Minh và bọn em sẽ cho mọi người xem phần đế trước. Như đã chia sẻ mọi người làm chó làm mèo thì em Minh đều cố gắng những cái sản phẩm con giống để cố gắng làm đế đặn, nhưng mà không phải lúc nào cũng phôi đặn. Nhưng mà trên cái cuộc công cuộc đi mua gỗ thì em có mua được một cục bách, đây là một cục bách châu chun. Mọi người nhìn chun chưa, chun chưa, chun kinh không, chun này mọi người nhìn chun chưa, cái này là cái vết gỗ tự nhiên nhá, không phải là nỗi vết nhá, mà cái gỗ nó như thế đây, mọi người cứ phải kiểm tra gỗ nó như thế. Nhiều gỗ lắm mọi người nhé, đây nó đặc gỗ này, nặng lắm, một cái gốc to lắm. Em làm một chú heo để bán cho mọi người, cái tình yêu nào mà đam mê gỗ bách thì chơi thôi. Mà hàng chun, nó chỉ chun một mặt tầng trước này thôi nhá, chứ không phải là chun hết đâu, chun hết thì nó để em không bán đâu. Thế là chia sẻ tập mọi người một chú heo. Và bước này thì làm ai cũng chia sẻ cho một các bác tình yêu nào mà đam mê gỗ bách, chun bách, và hàng này trên thị trường thì giá nó là ngút trời, ngút trời luôn nhá. Nhưng em mình làm thì để chia sẻ cho mọi người đam mê thôi, kiếm một cục bách này có khó lắm. Cái này mình có thể để bàn, hoặc là để bàn làm việc, hoặc là để chơi, tùy theo 12 con dấu, 12 con giáp. Cái vết này là một chia sẻ mọi người, đây là cái gỗ vân nó như thế mọi người nhá, cái vân gỗ như thế nhá, chứ không phải là lỗi vết gì. Ta chơi gỗ tự nhiên như thế, hàng chun mà, bởi vì nó là những cái gốc dễ chun trước thì lựa được cái đế đạc là hạnh phúc lắm rồi. Cao 30 nhé, rộng 26 và sâu 20 nhé. Cao 30, rộng 26 và sâu 20, đặc không nuột, không nứt nát, không dặm màu, không vẽ vân, không chắp ghép, chun chớp. Đấy, tính công. Úi, bạch chun.
mà nó đặc này, thì này nó quý giá nó đặc. Chứ còn nếu chắp ghép hoặc là bọng lũa thì nó bình thường. Nhưng mà quý giá một cái là bách toàn lũa thôi mà nó vừa được cục gỗ đặc làm mọi người. Thơm lắm nhá. Riêng về mùi thơm thì cục này là đảm bảo luôn. Về ngất luôn chứ không phải là thơm mọi người. Ngất luôn nhá. Giao đi mọi người chỗ heo này vì cục gỗ này mua cũng khá là cao đấy mọi người. Bách chun này không phải rẻ đâu ạ. 90.000 một cân phôi. 90.000 một cân phôi, cục này rất là to gỗ. Nó lắm mới làm được một cục con heo đặc này. Bỏ đi nhiều gỗ lắm mọi người. Thì chia sẻ mọi người cục này em giao đi một đồng 9 nhá. Một đồng 9 không ship nhá. Bắt đầu đam mê thì chơi thôi. Không phải lúc nào cũng gặp đâu. Đó. Với lúc nào gặp đâu. Hương thì nhiều chị bác thì không có mấy. Không mấy đâu. Các cụ cảm thấy yêu thích chỉ chơi thôi. Có mỗi vỏ. Các tình yêu có một đứa nào có thứ hai thì em cũng chịu rồi. Thì thoảng phải làm. Để mình nghe cho mọi người lúc này. Muốn chó đẳng cấp luôn. Được rồi, em đi mua phôi này, em cũng thưởng một ít phôi đặc biệt rồi để làm một số cái sản phẩm mà. Ví dụ như bức bách vừa rồi và một bức này hàng cũng hiếm không đẹp tuyệt vời luôn mọi người nhá. Quá đặc cực. Mọi người biết đây gỗ gì không ạ? Các bạn học thử đoán cho em gỗ này gỗ gì. Thử đoán gỗ này gỗ gì. Đây cũng là một trong những dòng gỗ thơm. Một trong những dòng gỗ thơm. Và mọi người nhìn cái màu bắt mắt. Cái màu này là màu gỗ tự nhiên của sản phẩm mọi người nhé. Màu gỗ tự nhiên của sản phẩm mọi người nhé. Chứ không phải là dùng màu hay là phun màu lên. Mà cái này là tẩy axit hút mủ. Tẩy axit hút mủ và chỉ phun bóng mờ thôi. Đây là bóng mờ mới 100% chứ không có bóng ấy đâu, không có bóng kính nữa nhá. Còn pho này mọi người thích đẹp nữa. Thực ra cái pho này đầu tiên là em quên mất dặn thợ, quên mất dặn thợ. Nhưng riêng đối với pho này muốn đẹp nữa và lấp lánh, hoa mắt chóng mặt nữa thì phun bóng kính. Pho này sẽ hợp với bóng kính. Pho này hợp với bóng kính, cái gỗ này cực kỳ hợp bóng kính. Cái này phun bóng kính lên thì nó lấp lánh rất là đẹp, nó lên cái màu rất là đẹp tuyệt vời. Là thợ đang là phun này là phun bóng mờ MI 100. Nhưng mà nhìn MI này cũng rất đẹp rồi. Nhưng mà cá nhân em thì pho này em sẽ ăn, nếu mà bác nào lấy thích em sẽ phun bóng kính cho mọi người. Bóng kính. Đây là một chú cún đục rất là đẹp. Đây là ông thợ đang đục cực kỳ đẹp luôn. Và bức này thơm lắm, thơm lắm. Quay mọi người một chút mà sao. Đây là một cục u sụn. U sụn. Đây mọi người, về mọi người nhìn. U sụn nha, u sụn, u sụn. U sụn. Cái này phải là, cái này mọi người nói chung tả nó rất là khó. Bây giờ mọi người mua về, mọi người ngồi ngắm, mọi người vuốt ve và mọi người sờ soạn vuốt ve thì các bác sẽ thấy là cái gỗ này nó đẹp như thế nào, nó đẹp như thế nào và nó tuyệt vời như thế nào. Nó là u sụn, đẹp chỉnh trang cái đế. Em nhớ cái đế luôn. Đúng là đặc mọi người nhé. Đi đặc. Đặc. Đây nó bị dính cái giấy. Đây. Đây nó bị dính cái giấy mọi người nhé. Đây này. Nó bị dính cái giấy bìa. Nó là cái sơn nót đấy. Sơn nót nên nó bị dính cái giấy bìa này. Nó ảnh hưởng như nó còn nó đặc cũ. Bởi vì cục phôi mua là cục phôi rất là to. Thì mình mua phôi mình nhìn thấy cái ông bán phôi đó, ông ấy siêu tầm cái hàng này. Thì thấy cái cục chun chớp nó đẹp quá. Thì mua về làm cho mọi người thôi. Chứ còn hàng này thì cũng không có mấy. Thì đây chia sẻ mọi người, nếu bác mà ngắm từ nãy rồi thì sẽ nhận ra đây là u sụn bơ mu Yên Bái. U sụn bơ mu Yên Bái nhìn 100% đục kỹ và đẹp. Chất gỗ thì tự mọi người cảm nhận. Dành cho bác nào thích siêu tầm những cái hàng lạ mắt. Đây. Chỗ này thợ đâu còn vẫn còn một sót một cái miếng lũa đây. Kệ mọi người nhé. Cái này thợ làm xong rồi hỏi em nó có để có cào đi không, em còn để nguyên hết cả, sẽ ảnh hưởng gì. Đây, mọi người thấy là cái vân của nó rất là ma mị, hàng không có vết gì đâu mọi người nhé, không vết tích gì cả, tất cả là màu sắc tự nhiên của gỗ hết. Sưu tầm thì các bác chơi được, đục một con chó đang nằm chồng rất đẹp.
này để không gian để các bác thì bừng sáng luôn nhá, bừng sáng không gian luôn. Cái này quay điện thoại là mọi người nhìn chưa hết cái vẻ đẹp của nó đâu, khi các bác về các bác nhìn mới đẹp cơ. Cao 43 chiều rộng là 45 và độ dày của cái bức này nó rơi vào tầm 35. K43 rộng 45 và số 35 để cái đôi kẹp bàn ghế ở trước cửa là vừa và bộ bàn ghế là vừa, hoa mắt chóng mặt luôn đấy mọi người, hoa mắt chóng mặt luôn. Em nói thật mọi người, về các bác nào bê các bác người về, thứ nhất nó rất là thơm bởi vì hàng ngũ sụn này bản thân nó mang cực kỳ nhiều dầu, nó rất là thơm. Thứ hai là cái vân của nó rất là đẹp, cái màu của nó rất là bắt mắt luôn, màu hơi hanh hanh vàng. Này em sơn mờ đấy nhá, chứ còn sơn mờ đấy. Mờ này thì vân nó rất là nổi. Này nó là toàn bộ là chớp. Chớp sụn. Đây, vân nó này. Cuộn. Cuộn mọi người nhá. Vân nó cuộn luôn này. Đẹp mà, đấy, cái này là gỗ thừa chứ không phải là những đoạn này nó cực kỳ nhiều dầu, bao giờ chưa mua được đấy. Đây là gỗ thừa chứ nó không phải là cái gỗ bình thường chắc chắn em đi không làm nên nó thật. Đây là gỗ thừa thì của gỗ nó đẹp quá thì mình mua mình làm nó, chứ còn em mấy khi làm mới mua đâu. Cái gỗ phải thật là đẹp thì em mới làm, chứ còn gỗ mà ví dụ như không đẹp hoặc là bị làm sao thì em làm gì đấy. Vân đẹp luôn, cái này không ảnh hưởng gì đâu nhá, chả ảnh hưởng gì đâu các bạn. Gỗ đẹp xong rồi đục cũng đẹp, vân thì tiết mù đẹp thật, chú cún đẹp. Hàng này dành cho các tình yêu là thích sưu tầm nhìn khối nhé, tuyệt vời luôn. Phôi này cũng nếu mà đi mua là cũng khá là căng đoán đấy, nhưng mà đi mua nẻ của phôi này cũng căng đoán lắm. Em mua thì mình đi mua gỗ nhiều á, mình nhìn thấy người ta cũng vài cục thì mình cũng vừa mua vừa mặt cả được, người ta để vào giá hợp lý thôi. Cục phôi to lắm mọi người ạ, để làm được con chó này mà có cục phôi to khủng luôn, vì là cắt đi rất là nhiều mới ra nục nạc như này. Cắt đi nhiều gỗ lắm thì mới ra lục lạc này, gỗ lục lạc mà đấy đạt 100% lục lạc luôn. Hôm nay giao lưu mọi người bước này rất là hợp tình hợp lý thôi nhá, để cho bác nào thích sưu tầm hàng chun chớp thơm đẹp để bừng sáng không gian của mình. Về cục phôi mua là nói chung là cũng hợp lý đấy, chứ còn nếu bình thường một cục phôi u sụn mà to này vừa mua này thì mua đã tầm khoảng 3,5 triệu tiền phôi rồi, chưa nói đến công đục nữa, đục kỹ này công rất cao nên mình những mức này bán toàn 5-6 triệu thôi. U sụn này là mọi người mua trên thị trường toàn 5-6 triệu đẹp thôi hay hơn. Mà em mình làm ra thì mua được phương hợp lý, công cả thợ gọi ông thợ để lấy cũng công hợp lý. Thì để mọi người bước này cho mọi người sưu tầm nhé, đó thích sưu tầm luôn. Ba đồng sáu bán cho mọi người sưu tầm, đẹp thật đấy mọi người, thật sự là đẹp luôn đấy, khẳng định luôn. Hôm nay bác nào bê được tác phẩm chó này thì đúng là chúc mừng các bác luôn, chúc mừng thật sự luôn đấy. Quá chất lượng, dày mình này các bác mọi người nhìn cái độ dày tròn trịa, dày dặn, không có lép, không có liếc gì, quá đẳng cấp. Không chê được đâu có tình yêu ơi, tuyệt vời luôn. Không chê được đâu. Mình nhìn ra bán cho mọi người một chú Miu. Miu hàng đầu kỹ nha. Một chú Miu đang đi dì mồi. Người ngắm đi, đang sụn đường
Đây là một chú mưu hàng sụn lương đục liền khối. Đục liền khối các bạn nhé. Đục liền khối. Đục liền khối keo cũ. Đục liền khối keo cũ này mọi người à. Mọi người ngắm đi. Tuyệt vời luôn. Đẹp lắm. Đây để em đi cho mọi người ngắm nhé. Cái này là mọi người dùng này, cái củ gỗ là nó một cây dễ hương như thế này luôn, như thế này, chứ không phải là con mèo chắp lên cái bệ bên dưới đâu nhé, mà tất cả đều là liền. Và người thợ người ta dùng cái bàn tay của người ta, ta moi móc ra, moi móc hết ra để ra một chú mèo nó rình mồi đấy. Và cái đuôi này cũng là liền theo gỗ. Và đây là cục sụn, cái cục sụn đẹp mới làm thôi. Hàng có tỉa lông một là những cái vân này, một cục sụn, một cục sụn hương đế đặc xịt nhá, đẹp lắm. Mặt mèo đây này, vân này, không có chuyện hàng xấu đâu mọi người nhá. Đấy, cái giá tiền nó rất là hợp lý, nhưng mà mọi người sẽ thấy là đục rất là kỹ, đục rất là kỹ và bắt dáng đúng một con mèo đang rình mồi luôn, bắt dáng đúng một con mèo đang rình mồi luôn. Và thứ hai là cái gỗ thì mọi người sẽ thấy là thử cái gỗ này cho mọi người này, thử cái gỗ này mọi người nhìn này, ma mị luôn này, chứ không phải là cái giá hợp lý mà đưa cho những cái sản phẩm gỗ nó kém đâu. Đây mọi người nhìn này, đấy tuyệt vời luôn nhá. Thực ra một con mèo đẹp như này nếu mà các bác đi thuê đục ấy, ít nhất cũng phải 1,5 triệu đến 1,6 triệu tiền công. Đấy là bọn đấy là thuê đục, gọi là có rẻ lắm đấy. Thì em thuê hiện tại một con mèo này bây giờ 1,5 triệu tiền công. Không thấy sai mọi người đấy, muốn 1,5 triệu tiền công. Bởi vì người ta làm cũng rất là lâu. Ta moi xong người ta ngồi tỉa chặt, làm cái bắt cái diện và cái dáng như này nó khó lắm. Đây là dáng đúng dáng mèo rình mồi. Đấy. Cái chiều dài này. Chiều dài là 48, to phết đi, cao 32 và độ dày là 16. Gỗ thì tuyệt vời luôn. Mọi người sẽ thấy là tỉa lông nhé, có tỉa lông, nhưng mà cái độ tỉa lông của người thợ người ta tỉa rất là khéo. Chúng ta vẫn nhìn thấy cây lông, vẫn nhìn thấy một cái lớp lông mỏng, nhưng mà chúng ta vẫn có thể nhìn thấy cái vân gỗ. Đó, nó mới là cái đẳng cấp của người thợ. Chứ nếu mà tỉa lông mà chúng ta không nhìn thấy vân thì nó cũng hỏng. Bởi vì cái gỗ em nựa toàn là gỗ đẹp, xong cho thợ làm. Thế là mình cố dặn thợ làm sao mà có tỉa một lớp lông nhẹ, nhưng mà phải vẫn giữ được cái vân gỗ để cho người chơi người ta thấy cái vân gỗ đẹp. Bữa này giao đi mọi người chú mèo người ta hợp lý thôi nhé. 1,850 thôi, vừa bán vừa tình cảm thôi. 1,850 vậy mọi người để bài. Quá tuyệt vời, một chú mèo rình mồi. Cái này không cứ nhất thiết phải tuổi mèo chơi đâu mọi người à. Mà các bác có thể ví dụ như mọi người đam mê đâu, những sản phẩm đẹp mọi người chơi đâu. Không nhất thiết là phải tuổi mèo đâu. Đẹp mà, nó là hàng chọn gỗ. Quá đẹp. Đây em sẽ quay hàng nhỏ mọi người nhá. Bởi vì thứ nhất bây giờ tầm này cũng quá muộn rồi, em về cũng muộn. Thì mai em sẽ mua cái hàng to cho mọi người. Mai sẽ có hàng to, nhưng mai xin phép quay hàng nhỏ trước. Vì là bây giờ hàng to không người bê, em có rất là nhiều hàng to mà không người bê mọi người, không người bê thì cũng chịu, không làm thế nào được. Có rất là nhiều hàng to hàng đẹp lắm, em muốn chia sẻ mọi người, nhưng mà do là chưa có người bê nên là chúng ta sẽ ngày mai quay ban ngày đi. Đây một mùn, mùn nó rất là đắt mọi người, nhất là đối với mùn sừng, mùn nó rất là đắt các bạn. Nhất là đối với mùn sừng Khánh Hòa, gỗ nó cứ đen kít kít như này. Đây mọi người nhìn này, đây này. Để ví dụ em mà quay như này thì nhiều bác còn đang lăn tăn về cái vấn đề không biết nó có phun màu đen hay không, mà tại sao lại đen thế. Thì xin chia sẻ mọi người như này này, các bác nhìn, có nhìn thấy cái vết người ta tạc đây không? Mọi người nhìn có cái vết thợ người ta có tạc, vì cái chỗ này nó có rác, đây là có rác, mà mọi người nhìn có vết người ta tạc, thợ người ta tạc ra,
mọi người thấy nó đen đen kít luôn, đen kít kín kít luôn. Đây này em cào luôn cho mọi người để chứng minh cho mọi người nhé. Nó khó nói, nhiều khi các bác không tin. Để lấy cái gì cào cào đúng không? Để em chút một giây thôi. Đen xì luôn, đây là vô sự anh hoàng. Đen xì luôn. Cào không được. Cho về mọi người cào thử nhá. Nói thì nó khó nhưng về mọi người cào đi. Giờ cái để lấy cái sừng này em cào nhưng mà cái sừng này nó không cào được, nó trơn lắm. Mà nó đen xì luôn. Đây là đúng mua sừng anh hoàng. Cái mua sừng anh hoàng nó có cái đặc điểm là bây giờ trên thị trường người ta bán mua những cái cục to mà đục những cái for zin nặng hay for đạt mà thì nó không phải gỗ mun của mình đâu mà nó là cái gỗ lâm phi, nó giả mun mọi người nhá, nó gọi là gỗ nhỏ nhồi, nó đen xì luôn nhưng mà gỗ đấy nó rất là nhẹ, nó nhẹ. Còn cái mun sừng của mình, cái đặc điểm nhận dạng của nó chỉ đơn giản này thôi này, mọi người cầm cục gỗ nó rất là nặng, nó rất là nặng, một cảm giác như kiểu là hay là nó cho bê tông vào trong này hay là nó cho đá vào trong này xong rồi nặng thế. Nhưng mà đúng, nếu mà các bác nào chơi mua sừng rồi, va vấp vào mua sừng rồi thì mọi người sẽ biết cái lời em nói là đúng. Bởi vì bản chất nếu đúng mua sừng anh hòa thì nó nặng vô cùng luôn, nặng lắm. Và cái độ bóng, độ đen của nó, những cái cục mà cái cục rễ mà nó có lu đây. Em gọi này, những cái này là cái lu, cái này trên thị trường người ta vẫn gọi là lu này. Cái này gọi là lu này. Thế những cái cục này nó là đen bóng lừ luôn, bóng nì luôn, đúng mun. Nó không hề có ánh xanh nhé, cái này không hề có ánh xanh luôn, nó đen như mũ mun luôn. Đây gọi là đen kít kịt, kít kịt luôn, kít kịt ra đây mọi người nhìn nó bạn. Đây cái đấy mọi người nhìn nó như thế này này, đây này mọi người nhìn này. Cái này là mộc nhá, đây là mộc này, đây là mộc này, đen nhưng mà nó vẫn có cái màu xanh, cái đen này nó vẫn có ánh xanh. Đây là cái mộc, mọi nhìn chưa, đấy đây là mộc này, dí sát thằng máy cho mọi người nhìn nhé. Đấy, cái đế này là mộc này thì mọi người thấy chưa, nó đen xì luôn, không có tí vân veo gì. Đây là màu cắt này. Đấy. Đây này, nên là cái này đen đen tự nhiên. Một cụ tế. Nặng lắm. Nặng lắm. Trông nhỏ nhỏ này thôi nhưng mà nặng kinh. Thôi toàn cái cục lũa cắt đi, em cắt đi. Cái 35 này, cao 35 này. Rộng 25 này. Về để bạn nó một cái. Và sâu 18 thì ra là mua sừng nó chỉ có như này thôi. Nó không có. Không có những hàng to đâu, hàng to là tùy chủng rồi, mà to nó lũa bét nhè che khoai rồi. Mọi người mua thì chúng ta phải hết sức cẩn thận, hết sức cẩn thận. Vì nó thứ nhất là gỗ nó đắt, giờ nó đắt hơn chắc rồi, vì nó hiếm rồi, nó đắt hơn chắc. Và thứ hai là nó hay bị phun màu lắm, nên mọi người mua cẩn thận. Bữa nay em Minh giao đi mọi người là 1790 nhá, vì gỗ rất là đắt. Và thứ hai cục phôi rất là nặng luôn. Cái tiền công đục thì thực ra lấy một cái công đục về hoàn thiện, mọi người bức này lấy chỉ có 85.000 tiền hoàn thiện thôi, cả công đục cả tiền sơn xi các kiểu là điều 1790 không ship nhé. Còn có hai bước thì quay cho mọi người bước trước, còn bước nữa mai quay lặng lắm, gỗ này bản thân cực kỳ lặng. Cho các tình yêu một món gì nữa nhỉ, đồ nhiều lắm nhưng mà đang ăn tao không biết đến cái gì. À đây 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 đây, hàng quái cho mọi người đây, được lắm, nó cũng phù phù đẹp. Quái mọi người nhé, cái em gọi là những bước phản quái. Thế nào phản quái? Có nghĩa là không giống những cái sản phẩm trên thị trường và những bước này thi thoảng chúng ta mới gặp. Nên là bác nào thích sưu tầm những cái sản phẩm mà để bàn không gian vừa vừa và những sản phẩm mang yếu tố độc lạ dị thì mọi người sưu tầm ở ba dị. Đây là một cục phôi ôm đá trong cái lô gỗ em mua ôm đá, thì đây là một cục phôi. Đối với cái sản phẩm này, đây là một cụ tế công.
mời mọi người ngắm cụm. Em sẽ quay tổng thể. Cũng có hai bước. Thì hôm nay xong bước đầu tiên. Còn bước còn lại tạo đang làm. Mời mọi người ngắm. Gỗ đặc, đặc gỗ. Cái này là người mua phôi, người ta đặt phôi. Đặt phôi ống đá người ta để người ta lựa những cục ống đá. Thợ lựa cục ống đá riêng là bán riêng cho mình. Thực ra nhập phôi ống đá bây giờ nó rất là đắt. Nó chả rẻ đâu mọi người. Rất đẹp. Thực sự là thợ bắt dáng rất là tốt. Thợ bắt dáng những cái phôi như này rất là tốt mọi người nhé. Là không phải lúc nào chúng ta gặp được cục phôi này. Đây mọi người sẽ thấy cái phần chân bên dưới này này. Đây là một cục đá này. Đây có một cục đá này. Và đằng tay cụ đang cầm một cục đá này. Nghiêng người cầm cục đá. Cụ đang say rồi là đang đi cầm đá đi ngắm nhau. Chất gỗ thì không phải nghĩ về chất gỗ của hàng ống đá này thì chất nó rất là đẹp. Thực ra cái việc mà chơi những cái pho, những cái sản phẩm như thế này thì nó cũng không dành cho số đông. Thực ra là không dành cho số đông mà dành cho những bác nào đam mê những cái hàng lạ và trong không gian cũng nhà cũng nhiều đồ rồi, cũng nhiều sản phẩm rồi thì mọi người mới đam mê và hướng tới chơi những cái sản phẩm như này. Rất đẹp, thực ra em Minh rất khoái những cái sản phẩm như này mọi người, cực kỳ khoái những sản phẩm như này. Thế này em lúc nào cũng sẵn sàng đầu tư phôi và đầu tư công thợ những cái sản phẩm như này. Thực ra là đục tế người ta lấy công rất là cao, cũng không phải là thấp đâu. Em mọi người mua những đục tế này trên thị trường thì các bác em bỏ số tiền rất là lớn. Toàn 7, 8 triệu với 10 triệu mua được những cục những cái bức sản phẩm lại này. Bên em mình làm đảm bảo mọi người về cái giá thành nó rất là hợp lý để đo kích thước ấy. Cao là 48,5. Mọi người bước này mang đi tặng rất là đẹp. Rộng là 44 và độ dày là 17 phân. Cao 48,5, cao 48,5, rộng 44 và dày 17 phân mọi người nhé. Một cục gỗ cắt ra giá hợp lý thôi. Đây, nhìn đã thấy đẹp rồi, nhìn đã thấy đẹp rồi. Đây dưới là có một cục đá này, các cái đá tự nhiên mọi người nhé, về mọi người kiểm tra. Đây, ôm này chỉ có đá tự nhiên không? Con chó này cũng là nghiền khối, chó nghiền khối. Đây, trên này có một cục đá nữa. Đây, mọi người thấy là cái phần gỗ nó ôm rất là khít. Cái táo gỗ bay đây này. Đây, tay cụ đây. Tay cụ đang cầm cái đá này. Ấy. Thì viên đá nó ôm. Đây, gỗ nó còn ôm này. Đó. Đây, mọi người thấy là cái đá nó ăn đằng sau này. Ăn đằng sau. Đấy, ăn đằng sau. Đây, cái vân gỗ thì khỏi phải nghĩ nhé. Về cái nét vân thì đảm bảo mọi người luôn là rất là đẹp. Về cái đường nét vân ấy, thoải mái luôn. Chất gỗ thì rất là ok. Đây. Cái những cái sản phẩm nó rất là nó đắt, vì sao nó nhiều trên thị trường người ta bán giá rất là cao? Bởi vì là cái những cái người thợ người ta đục những cái sản phẩm bóng đá này, và nhất là đục những cái bức tế công này, là người ta lấy công rất là cao mọi người. Bởi vì là không phải ai cũng đục được hàng bóng đá. Bởi vì khi nhìn cục phôi ống đá, nếu mà thợ tay nghề kém, họ cũng không biết phải làm thế nào đối với cục phôi đó, vì người ta không biết là làm thế nào để nó ra. Như bọn em chẳng hạn, em đi mua phôi chẳng hạn, nhiều khi em nhìn cục phôi đầu óc mình nó tối ấy, mình cứ mịt mù, mình không biết đục kiểu gì để nó ra hình một sản phẩm. Không đục, không mường tượng để mà đục được luôn mọi người nhé, nó rất là khó. Đấy. Nhưng mà những người thợ người ta có tay nghề cao thì người ta nhìn cục phôi người ta nghĩ ra ngay cái hình tượng và người ta biết đục như nào để nó khoe được cái cục phôi đẹp và nó khoe được những cục đá đẹp và lên hình những sản phẩm đẹp.
thì nó mới đẳng cấp của người thợ. Và vì người ta có những cái đẳng cấp như thế nên là cái công của người ta bao giờ rất là cao. Những cái sản phẩm cụ tế nói riêng ấy thì công bao giờ cũng rất là trội hơn những cái sản phẩm khác, và nhất là những cái sản phẩm ôm đá như này ấy, thì công lại càng cao, bởi vì khó làm, rất là khó làm mọi người nhé. Gỗ là ôm vào đá này, xong mình đục kiểu gì là phải ra được cái hồn của sản phẩm. Và thứ hai là làm những cái sản phẩm của đá này nó rất là lâu, bởi vì đưa máy móc vào là khó làm, và mũi đục thì thường thường là bị cùn, vì đục vào đá là hỏng mũi, hỏng xích, nên là phải thay mũi, thay đục mài, đúng là đục rất là lâu. Và một tóm lại là nó nhiều công hơn, nên là những hàng ôm đá này bao giờ cứ khó làm, và thứ hai là cái giá thành nó cũng cao, lý do như thế. Đấy, cái gì nó cũng có giá của nó mọi người ạ. Ok, bữa này em Minh giao lưu mọi người 3650 nhá, 3650 không ship. Ba nào yêu và đam mê những hàng quái thì mọi người chơi, giá thì cũng cố gắng để hợp lý thôi, 3650. Đồ thì rất là nhiều, chúng ta đấu rất là nhiều mọi người. Đã có một cái siêu thị này muốn chia sẻ mọi người, em quay qua nhé. Bây giờ nó lặng quá, em không biết bê được cái này có gì. Đây hàng rất là nhiều to này, nhưng mà hiện tại bây giờ là chưa thể bê lên được. Đây, cái sản phẩm này là một cái tác phẩm đẳng cấp mọi người nhé, và dành cho bác nào mà thật sự đam mê. Đam mê, phải nói một dùng từ, một từ đam mê. Mọi người có biết gì? Đây là một cái bức gì không? Đây là một cái bức tam cóc được chế tác trên một cục phôi một tạ rưỡi cắt đi này, một tạ rưỡi phôi, không nói sai mọi người nhé. Và đây là một cục phôi u sụ, ôm đá u sụ, và cục đá tự nhiên này. Riêng cái cục đá này chắc em nghĩ nó phải rơi vào tầm hơn 30 cân cục đá này rồi. Bây giờ đấy, cục phôi này còn nặng rơi tầm khoảng, hoàn thiện rồi cục phôi này giờ nặng tầm khoảng 80 cân. Đặc, đặc xịt, đặc cả đằng trước, đặc cả đằng sau, đặc cả dưới đáy, và nó là hàng sụn hết. Bước này rất là to. Bước này thì các bác phải có một cái bàn, nếu muốn để thì mọi người phải có một cái bàn rất là to. Bước này em sẽ dán hai chữ tài lộc vào đây, tài lộc vào đây. Ở đây chia sẻ mọi người, đây mọi người sẽ nhìn thấy cái chất gỗ. Phần đục cọc này là nó đục ra gai này rồi thì chúng ta sẽ không nhìn thấy vân. Nhưng mà đây này, nếu mà gỗ của nó mọi người nhìn thế này, mọi người có nhìn thấy chất gỗ không? Đó, đây là chất gỗ này. Thực ra cái cục phôi này là khi mua cục phôi này là em tính là em đục một cụ tế công làm trên cục đá, nằm trên cục đá này. Nhưng mà khi mang cái cục gỗ này cho cái ông đục tế, ông mới đòi tiền công là 6 triệu. Em mang cục gỗ về không làm được, bảo tiền công quá cao. Đấy, cái ông đục tế, cái bức tế này này là cái cục phôi này, nó đầu tiên nó là cả một cái gốc rất là to. Ý tưởng của em nó đục một cục tế nằm trên cục đá này, nằm trên cục đá này. Thực ra là tế thợ nhà ông làm được mọi người. Cái gì có thì nói cho nó thật đấy mọi người, bởi vì em nhìn cục phôi, khi mua phôi này nó đặc quá, nó lặng quá, không ai dám mua, đục lấm ông đá kỹ kỹ luôn. Đây này, cục phôi đầu tiên nó to, em ý tưởng em làm một cụ tế làm gác chân nằm bên đây, kê tay đầu gối không đậu uống rượu, một cái vòi nước chuyển đây, ý tưởng em thế. Nhưng mà khi em cầm cho thợ thì em hỏi đục bước này thì khoảng bao nhiêu công, chứ cũng bảo tầm khoảng trên dưới 6 triệu. Thì bố em bảo thôi tầm này mà đục riêng cái tiền công có trên dưới 6 triệu rồi, xong lại tiền gỗ rơi vào tầm khoảng 4 triệu nữa, 4 triệu hơn 4 triệu nữa, phải hơn 4 triệu thì nó phải mười mấy triệu thì về chắc chắn không bán được. Rồi em đi cục gỗ về không làm nữa. Đấy, vì thực ra là cụ tế cứ kén người chơi, nó không nhiều người chơi như những hàng nó đa dụng những hàng khác. Đấy, nên là thôi đi về làm quả cóc. Vân thì nó phải nói mọi người luôn, quá đẳng cấp luôn. Nhưng bác nào cái sản phẩm này sẽ dành cho mọi người, nhưng bác nào có cái bàn phải to, cái chiều rộng của cái sản phẩm này em không đo nó nha, nhưng áng lượng nó phải rơi vào tầm 80, chiều cao cũng này rơi vào tầm khoảng 48-49, gần 50, và độ dày của nó hơn 40, dày 40. Đây mọi người, những cái chum mà nó vân nó sụn hết. Sụn hết, sụn hết luôn, dày gỗ này.
gỗ có ác luôn mà, gỗ ôm đá kinh điển luôn. Ý tưởng em đã lên ý tưởng rồi nhưng mà thôi thì do là đúng là cũng là do mình nhát gan. Mình nhát gan bởi vì thực sự mọi người tầm này cũng đói tiền đó mọi người, đói tiền thật sự luôn. Em đầu tư nhiều quá, đầu tư vào phôi gỗ nhiều, mình cũng đang cạn tiền. Mà cũng chia sẻ mọi người tầm này làm con đồ mấy triệu cũng khó ra, không đồ làm ấy nó cũng không to lắm. Cái viên ngọc là gỗ của nó ấy, thừa gỗ ấy đây, thừa gỗ ấy, mọi người. Không phải là tự nhiên chắc cái viên ngọc là gỗ của nó ấy. Tầm này làm con đồ mà mười mấy triệu mà cục phôi nó không lợi, do là cái cục phôi này nó nặng không lợi. Em nghĩ là không chơi được nên em không đầu tư. Đầu tư thì cũng được thôi nhưng mà do là mình tầm này mình cũng nhát gan, vẫn thay là vốn nó cũng không có dày đây, đang bị đọng nhiều vốn quá vào gỗ rồi thì những cái sản phẩm làm ra nó bị đọng nhiều tiền quá nên là không dám đầu tư. Chứ bước này mình cũng cụ thể làm là cũng chết đấy, nhưng mà thôi không sao, làm cái tam cóc nó cũng là dã man rồi. Giá nó cũng bình dân cho mọi người chơi, ai thích đam mê những cái sản phẩm. Đây sẽ dán chữ tài lộc nhé, tài lộc em mua rồi nhưng mà em chưa dán được. Để em đi đây, để em đi đây. Phôi đặc xịt này, đây tổ to rất nhiều này. Đây lưu hương này, lưu hương khủng luôn này, lưu bốn xung quanh cả một gốc lưu to đùng, mua cả một gốc lưu to đùng luôn. Mua quả này lưu kinh lưu thọ này, thọ u sụn ngọc am to đùng rồi mai quả bị tùng vip xong mã u sụn hương 100%. Mọi người nhìn vân nó thế, chứ các bác chỉ cần nhìn qua vân thấy là mọi người thấy là cục này là cục vân của nó u sụn ăn thợ gọi là top 1 đục ngựa, đục top 1 đục ngựa đục. Ok, chia sẻ rất là nhiều, quay qua mọi người sơ qua những cái sản phẩm mà ngày mai em sẽ quay kỹ hết, còn đây là chỉ giới thiệu sơ qua cho mọi người là còn rất là nhiều hàng to nhưng mà do là muộn rồi, là một thứ hai là không có sức người B, một mình không làm được. Hôm nay quay kỹ và giới thiệu mọi người những sản phẩm nhỏ đã. Còn mai bác nào thích hàng to thì mọi người em demo cho mọi người rồi. Các bác thích thì ngày mai có thể gọi điện hoặc nhắn tin Zalo để em sẽ quay kỹ. Còn không thì tối mai em sẽ đưa lên và em quay thật là kỹ báo giá làm hàng cho mọi người. Thôi cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc các bạn buổi tối ngủ ngon. Xin chào gặp lại. Mọi người xem video hay như dành lại hay chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh của em mọi người nhá. Xin chào gặp lại. Tại mẹ quá đuối đấy mọi người, đuối lắm ấy, thật sự đuối, em cơm còn chưa ăn.